Lại với channel của mình. Tập 3. Vừa tới dị thú ta thu thập vàng vật đã thần cấp. Tôi là Sở Nhiên, võ sư trung kỳ, sở trường dùng dao. Thực lực võ sư trung kỳ cũng có thể trở thành cố vấn của Thường Liên. Nhiệm vụ của chúng ta lần này rất nguy hiểm. Với thực lực này, đến bảo vệ bản thân còn chưa chắc làm được. Vậy không phải là phi tối à? Thật là giả vậy? Mọi người nói rất đúng. Trước tiên không nói đến cảnh giới võ giả trung kỳ thấp hèn này của cậu sao có thể trở thành cố vấn được. Nội đơn giản lần hành động này xuyên qua hai căn cứ, lộ trình vừa dài vừa nguy hiểm. Thực lực này của cậu nếu như không gặp phải chuyện gì thì cậu nói xem chúng tôi nên cứu cậu mới tốt hay là không cứu mới tốt đây. Trương Huyền, không được vô lỡ với Sở tiên sinh. Thực lực của ngài ấy đã được Thường Minh thẩm định, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được cái lần vội nhiệm vụ lần này cũng như là vị trí cố vấn. Tu vi thì thấp kém này, có thể làm cô vẫn sợ. Ta sợ là cô bị hắn lừa rồi sang sang à. Vậy ý của ngươi là đơn giản thôi, đánh thắng ta, không thì đừng có nói là tham gia nhiệm vụ lần này, chứ cô vẫn cũng cưới rồi cho ta. Được thôi. Nghe nói mấy ngày trước Trương quản sự đã đạt tới kim hoàng cảnh, võ sư bình thường không đánh được hắn đúng không? Thiên phú tụ tinh kiếm rất hợp với tụ tinh kiếm pháp. Hợp kiếm kiếm chiến của Trương Huyền có lẽ ít nhất đã nâng lên một phẩm cấp, và giả trung kỳ chắc chắn là không đối phó được. Mà tí thừa yên tâm, ta sẽ chú ý chiến cục, sẽ không để cho Trương Huyền làm trọng thương cố vấn sở. À không, Trương Huyền không làm sao mà bị thương được. Dù cho Trương Huyền đã lên tới kiếm quan cảnh thì cũng không thể nào so được với Sở Mặt đã linh hồi được đạo thế. Sẵn sàng, người yên tâm đi, ta ra tay cái chừng mực, đảm bảo không nhìn thấy mũ. Thị tử, ta không biết người lấy cái sức mạnh từ đâu ra lại dám ngân chiến với ta, nhưng mà hôm nay người chắc chắn sẽ thua. Trong kiếm màn của Trương Huyền được chia thành vô số đạo kiếm khí mạnh như là lòng tốc. Nếu như không phải mắt của mình có thể nhìn thấy vật dưới tốc độ âm thanh, dù có tránh được kiếm mạng thì cũng không tránh được những kiếm khi này. Giờ là sẽ đứt mạch kinh mạch, biến thành phế vật. Trương Huyền, này thủ đoạn độc ác không thể giữ lại. Nói ra như vậy thì hắn định làm cái gì? Sau đứng lại rồi. Không ngờ đúng không, trong kiếm mạng của ta còn giấu một huyền cơ khác. Sau khi đến kiếm quan cảnh thì thiên phú tụ tính kiện có thể khiến cho kiếm khí chọc vào trong cơ thể giống như là kim châm trong cơ thể, cắt đứt kinh mạch hắn, khi cho hắn trở thành phế nhược. Tiếp tục. Hả? Kiếm mạng của ta vỡ rủi. Phá. Hắn thế mà lại dùng tay không bị gãy chiến kiếm của Trương Huyền. Nhân vật chính đâu rồi? Ngươi. Mày. Ngươi hỏi mày sức rồi. Mạnh của ta ở đâu? Đúng không? Cái gì? Mày là nhân vật chính đúng không? Và đấy chính là sức mạnh của ta. Không phải hả thằng kia? Dạ. À, cũng không phải luôn thằng kia hả? À... Vô cuộc sống, những kinh mạch cả người đã đứt, trở thành một phế nhân. Ta biết mà, mày là nhân vật chính rồi nãy giờ. Võ sư, võ sư đến phòng như là Trương Huyền hoàn toàn không phải là đối xử của cố vấn sở. Chàng chắc có thể dựa vào cảnh giới võ sư trung kỳ trở thành cố vấn, quả nhiên không phải người thường. Được rồi, chắc hẳn bây giờ mọi người đều không còn nghi ngờ gì về thực lực của Sở tiên sinh nữa. Vậy thì nghỉ ngơi trình độ một lát, chuẩn bị xuất phát tới căn cứ Trường Phong thôi. 4 ngày sau. Sắp tối rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Vội như cũ, không đốt lửa, tránh tụ hút ôn thú hương sáng. 5 người một nhóm gác đêm, 2 tiếng đồng một lần. Lần này thường lợi kìa, chắc là mày lại tới căn cứ Trường Phong rồi. Vẫn là lão tiên nhiệm kinh nghiệm, quán đường này ít nhất cũng phải 80% môn thú bị chúng ta đánh xa. Ây da, vừa nãy bên cạnh hắn có tàn ảnh trắng. Hử? Bọn dường xuất hiện ở sau lưng, không ổn, đây là phá không bạch chuột.
phá không mà trộm lấy cái tớ xuyên không gian. Chúng ta sẽ chết. Sợ cái gì? Một con thú cấp 3 trung đẳng mà thôi, chỉ cần không bị nó tìm ra sơ hở, đánh từng phát một thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Tất cả phòng bị xếp hàng, mọi người quay lại vào trong, một người quay ra ngoài, vây thành vòng tròn. Một khi phát hiện ra phá công bạch trộm xuất hiện thì tất cả cùng sông lệnh. Đừng có kinh nghiệm phong phú, vị trí đứng như thế này thì có thể giám sát bộ phương hướng ở mức tối đa. Nhưng mà mình cứ cảm thấy có bỏ sót ở chỗ là lấy nào đã có linh trí. Bình tĩnh, quan hoán sợ thì càng dở bị nó nhân cơ hội đó để xâm nhập vào. Ở đây, qua bên này đi, không được, không đánh được nó. Đợn ghét mà. Tôi nhìn thấy nó rồi, nhưng mà tốc độ thì nó quá nhanh, căn bản là không có công kích kịp. Ta không chịu nổi nữa rồi. Ra đi cho ta chết hết đi. Hứa Hào à, bình tĩnh chút đi. Ra đi. Mày muốn tiêu chích từng người chúng tao hả? Tao chỉ không để ý mày, để cho mày được như ý đâu. Chính là lúc này, lời yên bồ cấp 2 phá công đạo viên mãn đến trúng rồi. Cố vấn đã sợ đến trúng bạch phá không bạch trùng rồi. Tốc độ cũng nhanh quá, nó bị thương rồi thì chắc chắn là tốc độ bị ảnh hưởng. Mọi người phải chú ý, cố vấn sợ ở đây. Ở đây, cố vấn sở sau lưng anh. Nó tạm dừng rồi, đi rồi à? Mỗi lần phá công bạch trộm đã xuất hiện trừ khi đã chết. Nếu không, thì sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Nhất định là vẫn còn ở đây. Nó muốn làm gì? Nó liên tiếp bị thương, tốc độ bị hạn chế. Bây giờ nhất định là đang muốn tìm cơ hội đỡ một kích tập trung. Chết rồi, phá công bạch trộm đã chết rồi. Gặp phải phá công bạch trộm thì dưới võ đạo tổng sự gần như là không ai có thể sống sót trở về. Cố vấn có thể mà giết được nó, không hổ là cố vấn sở. Một đau này nếu như ta gặp phải thì sợ là cũng không thể sống sót trở về. Mà ti thừa là quả nhiên là có mắt nhìn người. May mà người này đang thuộc về Thúy Ngọc Thường Mình, đã tờ cố vấn sở được cứu mạng. Cùng nhau trải qua nguy hiểm, cùng nhau tình nghĩa đồng sinh cộng tử, không còn phải như vậy. Nếu đã như vậy thì vậy ta sẽ gọi người là một tiếng sở lao đỡ. Lần này chúng ta còn có thể sống sót trở về, được nhiều người như thế này thì tất cả là nhờ vào sở lao đờ. Còn phá không bạch trộn này sẽ dò sở. Trước khi vào thành thì ta đã thông báo với người phụ trách Thúy Lâu Ngọc của căn cứ Trường Phong rồi. Sao lại không có ai đón tiếp chứ? Quy mô căn cứ Trường Phong không phải lớn hơn căn cứ Lưu Dương à? Sao lại tiêu điều thế này? Cứ có cảm giác ở đây không thích hợp. Chữ sự tiền. Ôi ngày quá, để cho mọi người chờ lâu rồi. Lão Tôn, sao lại có chỉ có 3 người các anh vậy? Sẽ nói chuyện gì rồi à? Chuyện là thế này. Cái kìa, mọi người đi đường vất vả, tôi cho người đưa mọi người tới khách sạn của Thúy Ngọc Lầu trước. Hôm nay, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi và Tú Tiện Sự đi làm thủ tục bàn giao những vật cần bảo hộ một chút. Không được. Mọi người đã mệt mỏi cả rồi, quán được, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Cảm giác lão Tôn này muốn né tránh bồn mình để nói chuyện riêng với Tiền Yên. Xem ra căn cứ Trường Phong xảy ra chuyện thật rồi. Phá không bạch trộn cũng chỉ là một con thú cấp 3 lại gây ra vết thương mang tính hủy diệt cho đội ngũ được võ sư dẫn đội. Những chuyện này đều là vì nó sở hữu kỹ năng thiên phú xuyên không gian. Nếu như mình có thể thu thập được thì thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng lên gấp 10 lần. Thu thập thành công, đã được thức tỉnh thiên phú không gian thứ đẳng. Xin hỏi có muốn dung hợp không? Dung hợp này chính là năng lực cảm nhận không gian. Trong bán kính 50m vuông thì có thể cảm nhận được rõ ràng chi tiết. Vậy thì năng lực sẽ không gian để di chuyển bản thân như là phá không bạch trộm thì sao? Để thử xem nào. Chuyển dịch không gian. Quả nhiên là mình có thể thông qua vết đất không gian truyền tống tới bất cứ nơi nào trong phạm vi nhận ở trong nháy mắt. Cảm nhận không gian thì có thể thăm dò được định vị vết đất không gian bằng với thuấn gì tiên phú của công thủ vẹn toàn. Sở lao đời,
Ngươi làm gì ở trên cây thế? Tiền lão ca, ông làm xong chuyện rồi. Sắp sắp ổn thỏa cả rồi, ngày mai chúng ta có thể trở về. Chú sư tiền à, đây là con cháu của anh à. Tôn lão đệ, anh đánh giá cao quá rồi. Tiền nghiêm ta còn thì là con cháu như thế này, sợ là năm mới cũng thấy vui nữa. Vì này là cố vấn của Thí Ngọc Lầu ở căn cứ lừa dường của chúng ta. Sơ mặt đã là vô giả trung kỳ rồi, có thể gọi là thiên kiều chân chính rồi đấy. Cố vấn trẻ như vậy đúng là quá giỏi. Và giả trung kỳ đã có thể trở thành cố vấn, chắc hẳn là thiên phú tỷ định, tiền đồ tương lai hoàng minh vô hạn. Sơ mặt này cũng quá giỏi. Lão mặt tại cái thứ gì thì không nói, chứ ở căn cứ trường này thì nếu như cố vấn sợ có chuyện gì thì có thể trực tiếp tới tiền ta. Ta vẫn coi như là có thể nói được vài câu. Tôn tiên sinh cách sáo rồi, nhưng mà đúng là ta có chuyện muốn hỏi. Căn cứ Trường Phong nhìn cả về rất ít người, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nếu như không thể nói thì cũng không sao. À, cô vẫn sợ là người của mình, không có gì là không thể nói được. Lúc này ta không nói là vì sợ quá nhiều người biết thì sẽ gây ra khủng hoảng gần đây xung quanh căn cứ Trường Phong. Chuyện gì vậy? Dạ, hung thú có bà thứ Bụi Lòng. Mỗi một căn cứ đều sẽ có tồn sự tòa trấn, còn có võ giả tuần tra. Sao lại có hung thú tiến vào trong căn cứ chứ? Từ khi đây, bây giờ căn cứ Trường Phong đã không thể vận hành bình thường nữa rồi. Quỷ mẹ ơi, có thì lão ca, nhờ ông chăm sóc bé gái này. Yên tâm đi lão đệ, tôi sẽ đối xử lý nó. Trong số hung thú cấp 3 thì thứ Bụi Lòng cũng khó có thể đột phá. Thì cố sở vẫn nói như là nào cũng mới chỉ là võ giả trung kỳ, ở một mình có ổn không? Yên tâm đi, sở lão đệ không phải là võ giả trung kỳ bình thường. Cô bất sợ, cẩn thận. Gió thì hay quá, một người mà có thể dễ dàng hạ gục được con rồng lưng gai này. Cô quân sợ, cậu có mọi người rồi đấy. Tôn tiên sinh, theo như lý mà nói thì con thú cấp 3 này không thể tới gần bán kính 30 km xung quanh căn cứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là cái nguyên nhân khiến cho căn cứ tiêu điều như vậy đó. Gần 2 tháng này hung thú bên ngoài căn cứ Trường Phong sinh động dị thường, nhiều lần quấy rối vùng lân cận căn cứ. Căn cứ thì phải phái ra mấy cái đội võ giả đi điều tra, nhưng mà đều không có người trở về. Hung thú hàng càng loạt hoạt động thường xuyên, thậm chí là bắt đầu tấn công căn cứ. Căn cứ đã phải bán đi 5 trong 6 vị đại tổng sự ra ngoài điều tra, chỉ còn lại một tổng sự đội trưởng đội hộ vệ tại viện ở lại bảo vệ căn cứ. Võ sự và võ giả cũng đã bị điều động hơn phân nữa. Điều này đã khiến cho căn cứ sở Trường Phong thiếu hụt số lượng võ giả nghiêm trọng, không thể tránh khỏi tình trạng công thú phá vỡ hàng rào bảo vệ. Thì ra là thế à. Hy vọng có thể một chống điều tra rõ nguyên nhân, giải quyết nghi cơ. Yêu cầu nếu như hỗ trợ thì các người cứ việc nói. Kỳ quái, một căn cứ cần phải có ít nhất là 3 vị tổng sự tòa trấn thì mới có thể duy trì được căn cứ hoạt động bình thường và bảo vệ căn cứ. Bây giờ lại chỉ có một người trấn thủ, chẳng lẽ nghi cơ căn cứ Trường Phong đối mặt còn lớn hơn việc hung thú tấn công thành? Hơn nữa thì tháng trước căn cứ Trường Phong mới hợp tác với căn cứ Lừa Dường thì tạo ra sông thành thí luyện. Sao vào cái thời điểm thiếu người như vậy họ còn phái người ra tham gia thí luyện? Rồng lưng gai ở đây đã bị tiêu diệt rồi, thật là tục quá, con tướng ra nó không kịp chứ. Tôn tiên sinh, là các ông tiêu diệt con rồng lưng gai này sao? Thật sự là rất cảm ơn. Vừa rồi phía bên thành Tây cũng đã bị hung thú tấn công, chúng tôi không đủ người, còn lo không kịp tới bên này. Không phải, tôi là cố vấn Sơ Mặt tới từ Thúy Ngọc Lầu ở căn cứ Lưu Dương hỗ trợ. Cố vấn Sơ, rất cảm ơn anh. Tôi đi, à đúng, hả mọi người. Tôn tiên sinh, cố vấn Sơ quản lý tiền,
Đội trưởng đồ hộ vệ của chúng tôi mời ba vị đến trung tâm một chuyến, nói là chuyện muốn thương lượng với ba vị. Đội trưởng đội hộ vệ à? Trung tâm căn cứ trường phòng. Đội trưởng là đại tổng sự vẫn luôn tọa trấn ở trung tâm, hàng ngày không thể hết tùy tiện rời đi. Chỉ có thể phiền ba vị đi chịu một chuyến. Mời vào. Bỗng nhiên biến đèn bẫy áo thuộc à? Cảm nhận không gian. Kỳ lạ, rõ ràng là sẽ chiêu nhưng mà mình không cảm nhận được sát ý. Nhảy bèn đấy. Tìm được rồi. Ở đây đó. Ồ, thiên phú không gian. Đèn sáng rồi. Người đâu? Sớm mà tiên sinh không hổ là cố vấn mà Thúy Ngọc Lầu đặc biệt mời tới. Xin lỗi, tự tiện sắp xếp một bài kiểm tra nhỏ thế này. Đội trưởng đội hộ vệ tông sư tà viện, tôi không rõ là cô làm như vậy có mục đích gì. Sở Lầu Đề à? Không sao chứ, lúc nãy cậu vừa vào thì cô đóng lại nghi làm cho tôi hết hồn. Xin lỗi đã khiến cho các vị lo lắng. Tôi làm kiểm tra này thì nhất là muốn xem kỹ năng của sở tiên sinh, còn thứ hai thì chúng tôi phát hiện ra động thái là thường công thú lần này có thể là do người làm. Nguyên lực của đối phương ẩn ở trong sức mạnh của ông thú, nên khi ông thú bị tập kích căn cứ cũng đã bị tra ra. Đương nhiên là kết quả kiểm tra vừa rồi làm cho tôi hoàn toàn tin tưởng sở tiên sinh. May mà sở tiên sinh ở đó ngay lúc đấy, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng. Nên như có thể, tôi hy vọng có thể mời sở tiên sinh trở thành nhân viên đặc biệt của bộ, của đội hộ và căn cứ trường phòng. Tôi, nhưng mà buổi chiều chúng tôi phải trở về căn cứ Lưu Dương rồi. Ta tổng sự, nếu như là bình thường thì tất cả chúng tôi có thể ở lại trợ giúp căn cứ trường phòng. Nhưng mà lần này tôi phải hộ tống bảo vật trở về đúng hạn. Nếu như không thì sẽ vô dụng. Dường như là không dễ đi, không có Sở Lão Đệ thì tôi thực sự không chắc chắn là có thể về được. Bảo vật thì còn phải đưa về đúng thời hạn, nếu không thì sẽ vô dụng. Nếu như báo cáo điều tra là chính xác thì bí bảo lần này sẽ đưa cho cao tầng. Chẳng lẽ cái đó? Nếu như vậy thì tôi cũng không mạnh mẽ giữ các vị ở lại. Hay là như vậy đi, sở tiên sinh có thể trở thành chuyên gia phòng ngừa bên ngoài cho chúng tôi thì không còn ở lại căn cứ, chỉ còn ở trong lúc căn cứ gặp nguy hiểm thì ảnh hưởng tới sự tồn vong của căn cứ thì giúp một tay là được rồi. Mỗi năm căn cứ trường phòng sẽ cho chúng tôi trả cho cậu 50 vạn nguyên thạch. Cho dù là không có thân phận này thì khi căn cứ trường phòng xảy ra chuyện tôi cũng sẽ tới giúp đỡ. Vì dù sao thì căn cứ trường phòng và căn cứ Lưu Hương cũng là hàng xóm. Nếu như có nguy hiểm đến sự tồn vong của trường phòng thì Lưu Nguyên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Được, vậy thì hợp tác vui vẻ. Quản lý tiền, sở tiên sinh, thuận buồm xuôi gió. Quản lý tồn, Thúy Ngọc thường mình. Các ông cũng siêu thờ đây, lại có thể tuyển dụng được thiếu niên thiên tài như thế này. Đương nhiên rồi, chúng tôi luôn chú ý đến việc duy trì mối quan hệ với tất cả các bên trong kinh doanh, điều này là quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta cũng hợp tác đi. Chuyện đi đến căn cứ trường phòng lần này mọi người vất vả rồi. Cống tỳ căn cứ Lừa Dương mày không phụ sự mong đợi, cuối cùng cũng đã có được nó rồi. Thí Ngọc Lầu đã chuẩn bị thù lao cho các vị, lên nữ quản lý tiền cũng sẽ chia cho mọi người. Đồng thời thì chúng ta cũng đã chuẩn bị linh dược bị thường qua viên sử dụng an dưỡng quán miễn phí. Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi. Cảm ơn bà tiểu thư. Lần sau nếu có nhiệm vụ thì nhớ gọi chúng tôi nhé. Sở tiên sinh, xin hãy đợi một chút. Tôi. Sở tiên sinh, tôi đã biết những chuyện anh đã làm cho chuyến hộ tống này. Không ngờ ngay cả hùng thú như là phá không bạch trộn cũng bị anh hạ. Anh còn mạnh hơn so với những gì tôi nghĩ. Mà tiểu thư quá khen. Tôi có một chuyến muốn nhờ sở tiên sinh. Anh có muốn biết bảo vật bí mật mà các anh hộ tống về đây là gì không? Đây là chìa khóa có thể mở ra bí cảnh Vạn Hoa Bàn. Không phải, tôi thực sự là không biết. Vạn Hoa Bàn
trung tâm căn cứ Trường Phong, là bảo vật đấy là linh dược có kỳ hạn sử dụng. Chúng tôi vội đưa về để cứu người nên mới hành động gấp gáp tới như vậy. Thật sự không liên quan đến vạn hoa bàn mà cô nói. Đừng có sốt ruột, tôi có ăn thịt ông đâu. Tôi thừa nhận là Thúy Ngọc thường mình tin tức linh thông, cao thủ như mày. Nhưng mà căn cứ Trường Phong của chúng tôi cũng không kém. Dạo gần đây chúng tôi điều tra việc hồn thú xung quanh căn cứ Trường Phong hoạt động dị thường, không ngờ phát hiện nơi tiếp nối với bí cảnh vạn hoa lại có dao động năng lượng khá thường. Mà sẵn sàng lại là người không có lợi thì sẽ không làm. Ngay lúc này sẽ còn gấp một bảo vật bí mật có thời hạn. Chỉ dựa vào đó, chẳng lẽ ông nghĩ căn cứ Trường Phong sẽ không điều tra ra cái gì sao? À cô, tóm lại là chuyện này không thể như thế. Lão Tôn, chúng ta quen biết đã lâu, nếu đã là giao dịch thì tôi đương nhiên sẽ không khiến cho các ông chịu thiệt. Chúng tôi phải hai người tới bí cảnh, có thể thu hoạch gì hay không thì đều phải dựa vào thực lực của chính họ. Mà về sau thì tất cả hoạt động kinh doanh của Thúy Ngọc Lâu ở căn cứ Trường Phong đều sẽ được giảm 5% thuế. 5%? Thật sao? Bí cảnh Vạn Hoa, 10 ngày sau tại nhà của Sở Mặc. Hey, quay lại luyện huyết đại viên mãn, khí huyết như thủy ngân, ngưng tụ không tiêu tán. Nhờ có luyện huyết đan mà Ma Sang Sang cung cấp, nếu không thì chỉ dựa vào ngọc dịch thú một sừng thì còn không đủ để mình đạt tới cảnh giới này trong vòng 20 ngày. Ở giữa căn cứ Rừng Phòng và căn cứ Lừa Dường thì có một chỗ được gọi là bí hoa vàng cảnh. Chúng ta đã kiểm tra ra được bí cảnh sẽ xuất hiện vào tháng sau, mà vạn hoa bàn chính là chìa khóa để mở ra lối vào bí cảnh. Bí cảnh vạn hoa chỉ cho phép những võ giả dưới cấp võ sự tiến vào. Anh là võ giả trung kỳ mà lại có thể phát huy ra được y lực lượng tương đương với võ sự. Sở tiên sinh, tôi chính thức mời anh vào bí cảnh cùng tôi, giúp tôi tìm Huyền Yên Ngọc Thủy. Mà sàng sàng hứa hẹn lần này Thúy Ngọc Lâu lấy con Huyền Ngọc Thủy sẽ không tham gia tranh đoạt với các bảo vật khác. Mình muốn lấy bảo vật thì cũng còn có năng lực tìm và giữ được. Xem ra là phải nỗ lực trong kích tự vị tiến vào võ giả hậu kỳ thôi. Sao trong này lại có một cái hộp thế nhỉ? Đây là cái gì? Mình đã nhận ra được tất cả ký ức của nghi chủ, nhưng mà hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái hộp huy hiệu này. Nhật ký. Cảnh giới của tôi chỉ có thể dừng lại ở vô sự võ sự, không biết tại sao, nhưng mà dù làm như thế nào thì cũng không tiến lên được. Hàng núi là chúng ta là người bị thế giới mới vứt bỏ. Khi càng ngày càng nhiều hồn thú mạnh mẽ xuất hiện, cảnh giới võ giả không ngừng tăng lên, đến cuối cùng thì chúng ta sẽ không trực tiếp sinh tồn. Công việc ở phòng thí nghiệm ngày càng khó khăn, cơ sở cung cấp nằm để thực nghiệm thì vẫn chưa đủ. Có lẽ chúng ta nên tìm hồn thú cấp 6, thậm chí là cấp 7. Tiểu Mặc 15 tuổi rồi, nhưng mà thằng bé chỉ là người bình thường. Điều do tôi sai, hai nói đúng. Không những là di truyền thể chất mà tỷ lệ còn bị giảm đi. Nghe nói phía tây rừng rậm nhiều thì có hồn thú cấp 7 xuất hiện. Tôi còn phải đi xem. Tiểu Mặc, con chờ ba mẹ nhé. Ba mẹ nhất định sẽ thay đổi thể chất cho con, để cho con có thể tu luyện và có thể vượt qua cảnh giới võ sư. Mẹ có nguyên chỗ đại nghiên cứu cái gì? Phương pháp thay đổi thể chất tu luyện sao? Thì ra nguyên nhận sâu xa đằng sau của cái chết của bọn họ là vì hồn thú cấp 7. Cấp 7 có lẽ chính là sự tồn tại trong truyền thuyết. Nhẹ quá, cầm vào thì thấy lạnh lẽo, hàng khí bất người, nhẹ thì đến gần, nhưng là không có trọng lượng. Chỉ thú này chắc chắn không phải là vật đơn giản. Thúy Ngọc Lầu lại biết rất nhiều thứ, lần sau mang đến nhờ mà tiểu thừa giám định giúp gì. 10 ngày sau. Sao bây giờ Sở tiên sinh còn chưa tới? Mời tiểu thư chờ Sở Mặc sao? Nghe nói cậu ta chỉ là võ giả trung kỳ, tôi rất muốn biết cậu ta có gì đặc biệt mà có thể khiến cho Mạc tiểu thư và tông sư Tà Viễn của chúng ta coi trọng. Tô Sang Na lỡ phép chút đi,
nhất định là có sở tiên sinh có chỗ hơn người. Căn cứ trường phòng, căn cứ về tổng sự, thì liễu vũ và giả hậu kỳ đến phòng. Căn cứ trường phong còn bởi có tổng sự tôi sẵn sàng và giả hậu kỳ đến phòng. Cố vấn sở tới rồi. Cố vấn sở? Sao lại thế này? Sở mặt cho mình một cảm giác không bình thường. Chàng lễ Tô Sàng này, người này không thể coi thường. Cô Thu tính tình một chút đừng có gây gỗ. Người này sở mặt loại khí thế như thế này không phải là vợ giả trung kỳ có thể đạt tới. Anh sợ cảnh giới của anh lại tăng lên rồi. Đúng là có tăng một chút. À đúng rồi, mà tiếp thực, cô có thể giám định hai thành chỉ thủ này giúp tôi không? Chỉ thủ này có dung hợp với cục cách cùng thủ cấp 4 bằng tình điểu nên rất nhẹ. Mà loại tài liệu này hay được dùng để chế tạo âm khí, gần như là không thể tạo ra tiếng động. Từ màn yêu qua ẩn nấp, nhìn qua là vũ khí cấp 4. Xem ra tên sở nật này đúng là có chút bản lĩnh. Đợi vào bi cảnh thì tôi phải tìm cơ hội để thách đấu mới được. Tôi sẽ nè, tôi biết là cô không phục cậu ta, nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là dùng hết khả năng để thu hoạch vật tự ở trong bi cảnh. Cô đừng có gây chuyện. Còn nguyên khí dao động là tôi lối vào sao? Thời cơ tới rồi, chúng ta chuẩn bị vào bi cảnh. Rõ. Sau khi tiến vào bi cảnh thì khả năng sẽ bị truyền tống đến nơi bất kỳ, không ở gần nhau. Sau khi tiếp đất thì tôi sẽ phát hiện ra tín hiệu. Mọi người hãy nỗ lực tiến đến gần tôi. Đi, chúng ta đi. Từ sau khi thiên địa đại biến ngẫu nhiên, lại có một số nơi ở lam tinh xuất hiện một chút thế giới nhỏ khác. Do các thế giới này phụ thuộc vào lam tinh, hơn nữa đều có vị trí cực kỳ bí ẩn nên được gọi là, gọi được mọi người gọi là bí cảnh. Trong bí cảnh này lại có cảnh tài nguyên phong phú, có núi có rừng, có sông có suối, có sinh mệnh sống, thậm chí còn có sở sinh rồng thú và các loài bảo vật quý hiếm. Nhưng mà cũng có một số bí cảnh rất cạn cỗi, không có lấy một ngọn cỏ. Bí cảnh dạng hoa này được mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm vô giả điều tra, được xác nhận là một trong những bí cảnh có vật từ phong phú nhất. Ý dạ, vấn đồ quá. Hình như là đường truyền tống có ổn định. Thăm dò xung quanh trước tại đây, cảm nhận không gian. Tạm thời không có nguy hiểm. Đó là huyền lan ngũ sắc trăm năm, còn có danh mục thảo 300 năm. Mới chỉ là trong bán kính vị 500 mét mà đã có rất nhiều thảo quý hiếm như vậy. Độ dày nguyên khí và sức sống ở đây đều không chỉ là tốt bình thường. Nguyên khí nồng như vậy, sợ là hung thú được nơi này nuôi dưỡng không phải dạng bình thường. Đến tín hiệu xem ra bọn họ tới nơi an toàn rồi. Bắt đầu tập hợp rồi, mình cũng phải nhanh chóng qua đó thôi. Tuy chúng đều là hung thú cấp 2 nhưng mà số lượng quá nhiều, mọi người nhất định phải chú ý. Dừng. Hả? Ấy da. Không được, nhiều quá rồi, căn bản là không thể nào giữ hết được. Cố lên, chờ người của chúng ta tập hợp thì được cứu rồi. Mà tí thượng cẩn thận. Hả?